Khâm Sai Chốn Thanh Lâu được sản xuất vào năm 1991, thời gian đã trải qua 30 năm, nhưng nếu nói về những bộ phim Hồng Kông ngày xưa thì không thể phủ nhận một điều là thời đó điện ảnh đã rất phát triển, ngay cả diễn viên phim 18 cộng nhìn là khỏi chê. Không những thế, nhờ những bộ phim 18 cộng mà các diễn viên nữ đóng thì họ may mắn được khán giả biết đến, rất nhiều người đã trở lên nổi tiếng nhờ đóng phim cấp 3. Dần dần họ không đóng phim 18 cộng nữa mà chuyển sang phim chính thống.